Hello hello, chào mừng anh em quay trở lại clip mới nhất trên kênh của mình anh em nhé. Rồi, ok anh em. Hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một cái chiến thuật, một cái lối đánh rất là đơn giản trên con 68 game bài này anh em nhé. Ok, lối đánh của mình như sau anh em này. Anh em cứ lấy 9 cộng 1 cộng 9 cộng 2 nhé. 3 cộng 1 bằng 4 chặn, chặn anh em phang và xỉu của mình nhé. Chặn phang và xỉu anh em nhé. Rồi, vốn của mình là 20 củ anh em ạ. Chặn phang xỉu lẻ phang tài là húp thôi anh em nhé. Lối đánh quá là đơn giản phải không anh em? Hiệu quả cực kỳ cao anh em nhé. Ok, 2, 3, 4 húp xỉu của anh em này. Húp xỉu của anh em ạ. Lối đánh rất đơn giản phải không anh em? Ok, 2 cộng 3 bằng 5, lẻ, lẻ anh em đánh tài. Lẻ đánh tài anh em nhé. Cứ chặn đánh xỉu lẻ đánh tài là húp thôi anh em ạ. Quá đẳng cấp phải không anh em? Thật sự anh em là mình làm clip này chỉ cho những anh em nào mà mới chơi, hoặc những anh em nào chơi lâu năm mà chưa có lối đánh cụ thể. Anh em đánh theo lối đánh của mình nhé. Khẳng định với anh em là ít nhất anh em đánh 10 tay là ít nhất anh em húp từ 7 tay đổ lên anh em nhé. Húp ít nhất là từ 7 tay đổ lên anh em ạ. Rồi 621 ra một tay xỉu rồi anh em ạ. Có vẻ nhưng đang bệt một cầu xỉu rất là dài phải không anh em? Có vẻ đang bệt một cầu xỉu cực kỳ dài anh em ạ. Ok này, 6 cộng 2 bằng 8 chẵn, chẵn lại quay lại đánh xỉu luôn anh em này. Chẵn lại đánh xỉu luôn anh em nhé. Ok, húp xỉu này anh em ạ. Húp luôn xỉu anh em nhé. Rồi, 4 cộng 1 bằng 5, lẻ, lẻ đánh tài anh em ạ. Lẻ đánh tài, chặn đánh xỉu anh em nhé. Lối đánh quá đơn giản phải không anh em? Hiệu quả cực kỳ cao anh em nhé. Ok, húp tài này anh em này. Húp tài anh em nhé. Quá đẳng cấp đúng không anh em? Rồi, anh em xem mà thấy hay thì nhớ bấm like, ủng hộ kênh cho mình anh em nhé. Ok, 6 cộng 4 bằng 10 lẻ, lẻ anh em quay sang đánh xỉu cho mình nhé. Lẻ quay sang đánh xỉu luôn anh em nhé. Cứ chặn đánh tài lẻ đánh xỉu là húp anh em ạ. Lối đánh rất là đơn giản mà hiệu quả cực kỳ cao. Làm sao mà đánh vào anh em? Lý do làm sao mà đánh vào mà húp đúng không anh em? Yeah.
Ok, húp xỉu anh em ạ. Húp xỉu anh em ạ. Làm luôn 3 củ chơi bời anh em ạ. Làm 3 củ chơi bời anh em nhé. Rồi 4 cộng 3 bằng 7, lẻ lẻ đánh tài anh em này. Cứ lẻ đánh tài chặn đánh xỉu anh em nhé. Đánh là húp anh em. Lôi đánh quá đẳng cấp vừa rồi anh em nhé. Ok, húp tài rồi này anh em này. Húp tài 14 anh em nhé. Húp tài 14 anh em ạ. Ok anh em, mình sẽ chiến nốt tay này, tay cuối cùng anh em nhé. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây anh em ạ. Ok, 6 cộng 2, 6 cộng 2 bằng 8, chặn, chặn đánh xỉu anh em này. Rồi chặn đánh xỉu anh em ạ. Mình đánh tay này tay cuối cùng, kể cả là gãy thì mình cũng vẫn được 3 củ anh em ạ. Rất đơn giản đúng không anh em? Ok, 6-3 vẫn ra 1 này anh em này. Vẫn là xỉu này anh em này. Quá đẳng cấp đúng không anh em? Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây anh em nhé. Chúc tất cả những anh em nào mới chơi, những anh em nào mà chơi lâu năm chưa có lối đánh cụ thể thì anh em đánh theo lối đánh của mình nhé anh em nhé. Chúc anh em đánh đâu thắng đó. Ok, chào anh em.